Hello, xin chào Báo Hoa Học Trò, mình là Đức Phúc đây. Và nhân dịp mừng sinh nhật tuổi 30 của Báo Hoa Học Trò thì Phúc muốn gửi một lời chúc chân thành nhất đến tất cả các anh chị em biên tập viên của Báo Hoa Học Trò. Chúc anh chị sẽ luôn thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và đặc biệt là luôn luôn tràn đầy nhiệt huyết với nghề, sẽ cho ra thật là nhiều những bài báo, những trang báo thật là hay, thật là đẹp của Hoa Học Trò, và sẽ chúc cho Báo Hoa Học Trò sẽ mãi mãi luôn là lựa chọn hàng đầu của tất cả thế hệ từ lớn đến bé. Mặc dù rằng là tuổi cao nhưng chắc chắn rằng là tâm hồn của Báo Hoa Học Trò mãi mãi luôn là trẻ. Báo Hoa Học Trò đối với Phúc rằng là Phúc vẫn còn nhớ những cái kỷ niệm từ hồi xưa đi học đến giờ, là lúc nào cũng sẽ gọi là, đặc biệt là những cái dịp mà thứ hai hàng tuần là sẽ có Báo Hoa Học Trò, và đặc biệt là những dịp mà có Báo Hoa Học Trò gọi là số đặc biệt là sẽ có những cái tuyển banner đi kèm theo, poster đi kèm theo luôn của các sao K-pop hay là các sao V-pop luôn. Thế nên hồi đấy là những cái lần đấy Phúc nhớ là có một lần là Phúc để dành tiền ăn sáng. Sáng hôm đấy là được 15.000 và hôm trước đó là bà cho 10.000. Phúc nhớ là cái quyển báo đặc biệt đợt đó của Hoa Học Trò là giá 25.000 và có một cái banner rất là lớn và có những cái poster. Trời ơi, cái quyển nghe Phúc còn mua về gọi là để sưu tập, nên là đó, báo Hoa Học Trò như là một cái tuổi thơ của Phúc luôn. Nên là một lần nữa Phúc muốn gửi một lời chúc chân thành nhất đến báo Hoa Học Trò, đến tất cả các anh chị em biên tập viên của báo Hoa Học Trò. Chúc mà mọi người sẽ luôn luôn thật là nhiều sức khỏe và báo Học Trò sẽ mãi mãi là một trang báo, một địa chỉ tin cậy để dành cho tất cả các độc giả, và hy vọng là tất cả mọi người báo Học hy vọng là tất cả các anh chị và cũng như là báo Học Trò sẽ luôn luôn đồng hành cùng Phúc và cũng như là tất cả các anh chị em nghệ sĩ nha. Happy birthday!